10 khoảnh khắc kỳ lạ đến khó tin được camera ghi lại. An Nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Thế giới của chúng ta ẩn chứa vô cùng nhiều điều bí ẩn và mỗi ngày có hàng nghìn video được đăng tải trên các mạng xã hội. Những điều đáng ngạc nhiên vẫn đang diễn ra ở đâu đó được camera kịp thời ghi lại. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với TCT để khám phá ra 10 khoảnh khắc khó tin như vậy nhé. 1. Mặt đất bốc cháy. Vài năm gần đây, ở nhiều nơi trên thế giới xuất hiện một hiện tượng bí ẩn khi bên dưới mặt đất trở nên rất nóng hoặc bị bốc cháy. Điều này khiến các nhà địa chất và chuyên gia thật sự rất bối rối. Tại thị trấn nhỏ Kurarati ở Paraguay, người dân nhận thấy mặt đất trong nhà mình đang sôi và bốc khói nghi ngút. Còn đây là điều xảy ra ở vùng phía đông Chile. Con đường đã bị lõm một lỗ và nó đang hừng hực bốc cháy. Còn ở góc này cũng khiến người đi đường bối rối khi nó đột nhiên có khói bốc lên. Điều tương tự cũng xảy ra ở thị trấn Aje Pereira, Colombia, khiến mọi người thật sự cảm thấy khó hiểu. Còn đây là ở giữa sa mạc Konya ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta cũng trông thấy điều tương tự như vậy. Và năm trước, tại tiểu bang Oregon, người lính cứu hỏa tên là John Testa đã quay lại được cảnh quay này. Vài tháng trước, điều tương tự cũng xảy ra ở thị trấn nhỏ Vinto ở Bolivia. Thậm chí khi xúc đất qua một nơi khác, đám cháy vẫn không dập tắt. Giới khoa học cho rằng lớp trầm tích núi lửa bên dưới lòng đất chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng rất có thể chúng bắt nguồn từ một nguyên nhân bí ẩn nào đó mà đến nay khoa học vẫn có thể chưa giải thích được. 2. Viên đá bí ẩn. Trong video này là một viên đá kỳ bí nhất trên thế giới. Vì sao lại nói như vậy? Cuối năm 2019, một số video về viên đá được cho là của Pharaoh Ai Cập lan truyền trên Internet, khiến nhiều người bán tín bán nghi. Cụ thể, nó dường như có thể nhiễu sóng TV hoặc làm bóng đèn bị tắt dù đang được cắm phích điện, không phản chiếu trong gương, thậm chí khiến nước trong ca nước sôi lên. Tất cả những thí nghiệm này đều khó tin, đến mức có ý kiến cho rằng đó chỉ là giả mạo câu like. Tuy nhiên, ngay sau đó một vài người khác cũng đăng video tương tự về viên đá mà họ đang sở hữu. Nói chúng là những loại đá đặc biệt tương tự thì đều có đặc tính như vậy. 3. Hãy xem video này, không chỉ viên đá trở nên vô hình mà bàn tay của người đó cũng vô hình, lại có thể khiến đồng hồ ngừng quay. Viên đá của một người khác còn khiến tờ giấy quấn quanh nó không bị cháy, nhưng khi vừa tách ra, nó cháy như bình thường. 4. Viên đá này dường như có một từ tính, có thể hút và đẩy những vật liệu khác nhau. Nhiều người cho rằng viên đá này giống như thứ mà các vị thần Ai Cập cổ đại cầm trên tay, vốn được cho là mang lại sự bất tử. Vậy phải chăng người cổ đại đã tiếp cận được với công nghệ mà con người chúng ta hiện nay vẫn không biết thành phần bên trong viên đá này là gì? 3. Vệt sáng lạ ở Việt Nam. Trời ơi, không thể biết được nó là cái gì luôn. Mọi người nhìn đi. Ôi, nó là cái gì ấy nhỉ? Mà ngay đây thôi mẹ nhỉ? Đoạn video này ghi lại cảnh tượng lạ trên bầu trời vào rạng sáng ngày 26 tháng 12 năm 2023 vừa qua. Hàng loạt tài khoản mạng xã hội đã ào ạt chia sẻ thông tin. Nhiều người đi làm phát hiện một vật thể lạ bay trên bầu trời, khu vực Bắc Giang. Hiện chưa rõ vật thể này là gì. Hiện tượng lạ trên bầu trời miền Bắc, khu vực Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định khoảng 5 giờ 30 sáng. Kèm theo đó là những hình ảnh ghi lại một vật thể phát sáng trên bầu trời. Khi di chuyển, nó tạo nên hình giống như con sứa mờ ảo và để lại một vệt dài sáng phía sau. Nhiều người liên tưởng đến UFO hoặc là người ngoài hành tinh. Chuyên gia cho rằng khả năng cao nó có liên quan tới hoạt động phóng tên lửa của Trung Quốc.
Trước đó, tối ngày 25 tháng 12 năm 2021, người dân Việt Nam cũng đã từng thấy hiện tượng tương tự khi tên lửa phóng kính thiên văn James Webb bay trên bầu trời. 4. Sức mạnh huyền bí. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, một điều kỳ lạ và rùng rợn đã xảy ra tại buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Lana Del Rey ở Mexico. Những hình ảnh trên camera cho thấy có một thứ gì đó giống như một loại năng lượng bí ẩn đã khiến đám đông ngã rạp như những làn sóng. Nhiều người cho rằng đây chỉ là hiệu ứng domino hoặc có thể là một màn trình diễn của khán giả thôi. Tuy nhiên, một số người bình luận rằng chính mình đã có mặt trong đám đông này và cảm nhận rất rõ có một lực khá mạnh và nhanh hơn rất nhiều hiệu ứng domino đã đè nén lên mọi người, khiến họ không thể nào đứng vững. Mặc dù không có đủ bằng chứng cho điều này, nhưng kỳ lạ là trên mạng cũng có video ở những tình huống khác cũng gặp những hiện tượng tương tự. Chúng được miêu tả như những nguồn năng lượng kỳ lạ dường như đang trôi nổi xung quanh đám đông vậy. Cụ thể như tại đêm nhạc của Travis Scott diễn ra năm 2021, khán giả đã nói rằng họ cảm thấy như có một nghi lễ quỷ Satan đã được thực hiện trong suốt chương trình này. Thậm chí còn có một video cho thấy thứ gì đó trông giống như một thực thể ma quỷ lướt qua lại đám đông. Đây không phải là một lá cờ, mà như một bóng đen mờ ảo có thể bay xuyên qua cơ thể mọi người. Phải chăng điều này tương tự đã xảy ra trong buổi trình diễn của Lana Del Rey? Hoặc có thể là điều gì khác mà chúng ta chưa thể giải thích được? Tiên đảo Bồng Lai. Ngày 22 tháng 12, sau khi trận bão tuyết đổ bộ vào thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, trên biển đã xuất hiện hiện tượng ảo ảnh, các hòn đảo không ngừng thay đổi hình dáng, ẩn hiện trông rất huyền ảo. Nó khiến nhiều người nhớ đến tiên đảo Bồng Lai trong thần thoại Trung Quốc, được Sơn Hải Kinh miêu tả là nằm ở rìa phía đông của biển Bột Hải cùng với bốn đảo khác và tạo thành nơi sinh sống của các vị tiên. Cư dân mạng đã bình luận như sau: ô, cổ nhân quả không lừa chúng ta, ở thành phố Bồng Lai và Uy Hải thực sự có thể nhìn thấy nhiều lần. Bồng Lai là nơi bác tiên vượt biển, vậy bác tiên chắc đã đi lên đảo kia và đến được bờ bên kia của tiên giới. Rốt cuộc tiên giới cách đây bao xa? Có phải là ở phía bên kia của dải ngân hà không? Trong mắt của người đắc đạo thành tiên, có lẽ chỉ là chuyển đổi thời gian và không gian, trong nháy mắt liền đến nơi rồi. Cảnh tượng này thường xuất hiện ở vùng biển Bồng Lai. Khoa học đã giải thích rằng đó là hiện tượng quang học xảy ra trong tự nhiên. Nhưng thật ra họ cũng chưa tìm được cảnh vật gốc hoặc địa điểm thực tế của ảo ảnh. Có không ít người cho rằng ảo ảnh chỉ là những cảnh tượng từ không gian khác ngẫu nhiên được phản ảnh vào thế giới con người chúng ta. 6. Trùng hợp thú vị. Nếu như một ngày nào đó bạn phát hiện ra mình quá giống với một nhân vật trong sách giáo khoa, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đó chính là trải nghiệm của các học sinh sau đây, chính là những điển hình. Từ bản sao của nhà văn Nam Cao, nhà văn Vũ Trọng Phụng cho đến nhà thơ Thanh Thảo. Nhìn những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng hết sức ngạc nhiên, thậm chí còn có người nghi ngờ có khi nào họ chính là kiếp sau của những danh nhân ấy hay không. Các cư dân mạng rất sôi động bàn tán tưng bừng, có người còn bình luận rằng mấy anh chàng này mà văn hay chữ tốt thì quá tốt luôn đấy. Thú vị không kém là những góc chụp và cứ tưởng như cây cột đèn này đang vén đám mây sang một bên, hay dường như cái cây cột này đã thực hiện được việc hái trăng trên trời. Và ấn tượng nhất là cảnh đường mây dừng ngay tay của bức tượng tưởng như Chúa đang làm phép màu vậy. Và đây là khoảnh khắc trùng hợp của tự nhiên khi sét đánh trên bầu trời lại vô tình trùng hợp với pháo hoa phát nổ, tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt và ấn tượng. Hay như câu chuyện sau đây cũng rất thú vị, MC truyền hình đang đọc thông tin về lệnh truy nã thì vô tình hình ảnh nhận dạng của tội phạm là y chang anh chàng MC kia. 7. Sư tử rạp xiếc sổng chuồng ngang nhiên dạo phố. Mới đây, một đoạn video đã gây sốc ghi lại khoảnh khắc một con sư tử sổng chuồng lang thang trên một con phố gần thủ đô Rome của Ý gây hoảng loạn cho người dân. Một người dân địa phương đã tỏ ra kinh hãi và chia sẻ đoạn video này trên mạng xã hội. Thị trưởng Grando đã thông báo rằng
có một con sư tử đã trốn thoát khỏi rạp xiếc. Xin mọi người hãy hết sức chú ý và tránh đi lại cho đến khi có thông báo mới từ chúng tôi. Chính quyền đã vội phong tỏa khu dân cư 40.000 người. Họ phải mất hơn 7 tiếng đồng hồ bắn thuốc an thần tới 2 lần mới đưa được con vật trở về rạp xiếc. Truyền thông địa phương đưa tin rằng con sư tử đã trốn thoát nhiều lần trước đó. Thị trưởng còn cho biết, tôi hy vọng sự việc này có thể giúp nâng cao nhận thức và cuối cùng chúng ta có thể chấm dứt nạn bóc lột động vật trong rạp xiếc. Gần đây, thị trấn nhỏ Watsonville Creek của Mỹ đã thu hút sự chú ý kể từ sau khi ông James Scrabble tuyên bố rằng mình đã tận mắt chứng kiến khối đá trên đỉnh núi kia đã mở ra, đóng lại, như thể đó là một cánh cổng mà chỉ có người khổng lồ mới làm được. Video này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và có nhiều người bình luận. Có người bình luận như sau: phải chăng đây là nơi sinh sống của người khổng lồ? Giả thuyết này tưởng như xa vời. Trên thực tế, các dân tộc trên thế giới đều có những truyền thuyết về người khổng lồ. Và thi thoảng, ở đâu đó vẫn có người cho là đã quay được những sinh vật to lớn này. Chẳng hạn như trường hợp của anh Andrew Johnson, anh cùng đồng nghiệp đã sửng sốt khi thấy một thân hình to lớn di chuyển trên đỉnh núi Whistler của Canada. Với khoảng cách xa như vậy, con người ta chỉ có thể trông như một cái chấm nhỏ trên tuyết. No, seriously, pull over. Hay gần đây, một số người dân Thái Lan đã bất ngờ khi trông thấy cảnh tượng này trên núi. Còn đây là video quay từ một người lái xe ở Mexico. Nó có vẻ là bằng chứng thuyết phục khi nói về người khổng lồ hơn. Còn đây là video được ghi lại ở vùng La Blanca, tiểu bang New Mexico, Mỹ. Những video này và nhiều video nữa đều gợi ý rằng vẫn còn có thứ gì đó ngoài kia mà con người chúng ta chưa thể khám phá hết được. Vậy liệu cánh cổng mà James Wobble ở đầu video này phát hiện ra có thể giúp chúng ta lần tìm phát hiện ra được nơi trú ẩn của người khổng lồ hay không? Nhiều người cũng nghĩ như thế nên họ đã đi tìm đến nơi ấy. Họ phát hiện ra ngọn núi rất dốc, khó tiếp cận, nhưng xung quanh cánh cổng có những vết lõm lớn, như thể đó là dấu chân của người khổng lồ vậy. Một video khác được đăng bởi Megamail cho thấy họ đã đu dây xuống cánh cổng và cho rằng phía sau nó là một cái hang. Vậy thì cái hang này dẫn đi đâu? Ai có thể tạo nên cánh cổng đá lớn như thế? Và những vết lõm trên đất này là gì? 9. Dị thường của mặt trăng. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2023, người dân ở khu vực Bắc Mỹ và một phần Nam Mỹ có dịp chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn độc đáo, vòng tròn lửa. Khi mặt trăng che khuất mặt trời sẽ tạo thành nhật thực hình khuyên. Đây là hiện tượng hiếm gặp và phải đến năm 2039 mới xuất hiện trở lại, nên rất nhiều người đã vô cùng háo hức phấn khởi để ghi lại toàn bộ cảnh tượng này. Điều bất ngờ là khi xem đoạn video này, một số người nhận thấy có một đốm sáng lớn lóe lên rất nhanh từ mặt trăng, như thể nó thoát ra từ một lỗ trên đó vậy. Có người còn cho rằng đây là một tia sáng mặt trời, nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra khi mặt trăng đang ở phía trước mặt trời chứ? Nên rất có thể đây là một điều gì đó hoàn toàn khác. Nhiều người tin rằng video là một trong những bằng chứng củng cố cho giả thuyết rằng mặt trăng chính là một công trình nhân tạo, một nền văn minh tiên tiến nào đó. Cách đó không lâu, một người dùng mạng xã hội đã từng đăng một đoạn video cho thấy dường như có hai mặt trăng xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc. Điều tương tự cũng được ghi lại vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Wichita, nước Mỹ. Ghi hình sóng cao 15m trong tâm bão. Thuyền tự lái SD-1078 do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vận hành đã tiến vào trong cơn bão Fiona trên Đại Tây Dương. Nó chiến đấu với những cơn sóng cao đến 15m và tốc độ gió hơn 160 km/h để thu thập dữ liệu khoa học quan trọng. Nhiều độc giả trên mạng đã bình luận rằng đây quả là một thước phim quá hay, tưởng tượng thôi cũng thấy khiếp sợ. Con người thật quá nhỏ bé, quá tuyệt vời, sức mạnh thiên nhiên quá khủng khiếp. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.